Hello anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh YouTube của Đạt. Lâu lắm rồi mới có thời gian để mang một con xe ra review chi tiết cho anh em ha. Và trong kho của nhà mình thì hiện tại còn em xe này, Fortuner máy xăng 2016, đi ít nha anh em. Đó, thì mình cảm thấy nó phù hợp với những anh em nào mua đi gia đình này. Tết đến xuân về rồi anh em ơi. Tết thì là cái mùa đoàn viên, cho nên là anh em nào mà ở cửa tiền hơn 500 triệu một tí xíu, muốn một em 7 chỗ gầm cao, số tự động, hơi hao xăng một tí thì lấy con này đi nha. Mà nói thiệt với anh em luôn á, cái Fortuner máy xăng số tự động á, hôm trước mình còn tới 6 xe nhưng mà lại bán rất là nhanh, chỉ còn duy nhất một em này thôi. Đó, thì thật ra cái người mà đi gia đình thì người ta cũng chả quan tâm tới vấn đề xăng cộ nhiều lắm đó anh em. Đó, còn mấy người mà đã mua xe xăng thì chả quan tâm tới xe dầu, người mua xe dầu chả bây giờ họ để tới xe xăng. Cũng là Fortuner đó nhưng nó thuộc hai tệp, hai phân khúc khách hàng hoàn toàn khác nhau nha anh em. Nhưng mà bây giờ xe này, đời này, phơm dáng này, bền bỉ, lành, đó, chi phí vận hành thấp, tức là chi phí cho sửa chữa bảo trì á, chứ không phải là chi phí đổ xăng đâu nha, thì đây là quá hợp lý anh em ơi. Và hiện tại chiếc xe này bên mình đang rao bán chỉ có 575 triệu thôi anh em. 575 triệu cho một em Toyota Fortuner máy xăng đời 2016 nha anh em. Xe cá nhân, một chủ mua từ mới và đi ít nha. Đây, đi ít. Đi ít và cái màu xám này nhìn nó cũng rất là truyền thống đúng không anh em? Đây, anh em nhìn này, cái động cơ xăng của chiếc xe này. Đó, anh em nhìn này, xe máy xăng đi ít thì thông thường những xe rất là chất và rất là đẹp ha. Một số người cũng nói vui là do nó hao xăng quá ha. Đó, cái này chắc lét ra cho vệ sinh lại nha anh em. Đó, đây, chuột nó vào anh em ơi. Đấy, anh em nhìn coi. Đó, ốc nắp cabo coi. Xe máy xăng thì đa số là xe đẹp, tại vì đa số là xe gia đình anh em, ít có xe đi nhiều lắm. Còn xe máy dầu rờ vào thì ối dồi ôi luôn nha. Đây anh em nhìn này. Đó, bên mình vẫn hiện tại vẫn có xe máy dầu đời này nha anh em, mới nhập về nữa. Đây anh em nhìn khung xương rồi coi. Đó, keo chỉ zin 100%. Con xe này sơn zin phải tầm 70-80% nha anh em, có dặm cản trước cản sau. Và anh em nhìn này. Đó, cái đèn ở đây nó vẫn hơi rang một tí nhưng mà nó vẫn còn ánh xanh luôn. Nói chung nó là một con xe đẹp anh em ạ. Một con xe đẹp ha. Đó, đúng chất ha. Đúng chất, đời này, tầm tiền này, giá này là hợp lý nha anh em. Đó, anh em nhìn gầm bệ rồi coi này. Toàn bộ dàn vỏ là zin theo xe hết nha anh em. Đó, anh em nhìn khung rồi coi. Đó, nhìn dàn vỏ này, 30, 16 này. Đấy, nhìn vô con heo thắng này. Đó, thấy chưa? Đúng chất xe đi hết chưa? Đấy, chuẩn Odo của em này là, để mình coi, 65.000 cây chuẩn nha anh em. 65.000 cây chuẩn ha. Đó, đối với xe máy xăng anh em nhìn những cái chi tiết này này, nó sẽ rất là mới ha. Rất là mới. Đó, đấy, anh em để ý nha, mấy cái này mà nó mờ, nó mòn hết là chứng tỏ xe đi nhiều nha anh em. Đó, đây, keo chỉ cánh cửa này, anh em cứ quan sát ha. Rất đẹp nha. Đó, 2016, tính tới bây giờ là 2024 rồi, cũng 7 năm sử dụng rồi anh em. Đấy, quá hợp lý đúng không? Quá hợp lý. Và cái màu này thì nhiều người thích nha anh em. Đó, xe máy dầu thì màu bạc thì người ta chuộng hơn, nhưng mà riêng đối với máy xăng thì cái màu xám lông chuột và màu đen là nhiều khách hàng thích hơn. Đó, dàn vỏ là zin theo xe hết nha anh em. Đây, đây 31-16 nha. Đó, 30-31 là 2 tuần liên tiếp nhau nha anh em. Đấy, rồi anh em nhìn coi. Đây, giờ xe cua thì có lăn bánh rồi. Anh em nhìn gầm bệ coi. Cái dòng máy xăng Fortuner này thì nó cực kỳ trâu bò và cực kỳ bền ha. Nói chung nói tới Fortuner này thì trâu lắm. Nói chung mà đi chả biết khi nào hỏng. Đó, anh em nhìn ốc cớp rồi coi. 575 triệu nha anh em. Thời điểm này xe đang hot nha. Giá này quá hợp lý rồi. Full lịch sử bảo dưỡng hãng nha. Cái này là full lịch sử bảo dưỡng hãng. Đây, sổ sách bảo hành đây. Ha. Này. Xe cá nhân, một chủ mua từ mới ha. Đây. Ừ, một chủ mua từ mới. Quá hợp lý anh em ơi. Này. Ừ. Giá rất êm ha. 575 triệu cho một em xe đẹp nha. Đừng so sánh với xe đi nhiều hoặc là xe đâm đụng nha anh em. Đó. Đấy. Ở cửa tiền này, tầm giá này, đó, đi chả phải lo nghĩ gì, đúng không? Đó.
Giờ anh em cầm 575 triệu thì chỉ mua được một chiếc xe Vios. Honda City còn chưa đủ luôn anh em. Nếu như mà mua bản RS ha. Đấy. Trong khi đó một em SUV số tự động, anh em nào đi ít nè, Tết này mà đi về quê ha. Mấy con này đi đường dài hết bài nha anh em. Đây nữa nè. Không. Đấy. Đẹp không? Đó. Ghế da zin nha anh em. Đối với xe máy xăng ấy, thì cái tiêu chuẩn của bên mình hay lấy là phải chọn được cái xe, cái bộ ghế da nó phải zin theo xe như thế này nha. Cái bộ ghế da zin theo xe nha. Đó, tại vì những cái xe mà ghế da zin theo xe chứng tỏ đi ít nha. Chứ còn ví dụ xe máy xăng mà đã bọc lại ghế rồi thì nó mất giá trị đi. Đấy, anh em nhìn này. Cái ghế da zin theo xe thì nó sẽ có một cái phần information ở đây. Đúng không? Đó, anh em nhìn cái ghế này. Cái mặt này là da simili, mặt trong này nó sẽ là ghế da này. Đó, đó là cấu tạo ha. Mình nhìn cái ghế da zin coi. Nhìn mình sẽ thấy cái sự khác biệt. Và một cái xe máy xăng á, nó còn giữ nguyên được cái bộ ghế da theo xe á, thì mình cảm nhận nó rất là liền lạc và rất là đẹp ha. Và đối với những cái xe Fortuner này thì nó cứ bình bình vậy thôi anh em. Cho nên là qua bao nhiêu năm rồi ha, 7 năm sử dụng rồi, mà anh em nhìn lại một cách tổng quát đi. Bạn quay phim lấy một cái góc xa xa coi. Đó, lại đi lại một vòng cho anh em coi này, thấy không? Đó, bạn quay phim đi, thấy chưa? Nó vẫn có gì đó, nó không có thay đổi theo năm tháng anh em à. Nó vẫn vậy ha, không có gì gọi là lỗi thời ha. Vẫn một cái form dáng SUV rất là quen mắt. Tại vì nó đi ngoài đường rất là nhiều ha. Rất là quen mắt ha. Đi cũng bình dân ha. Gầm cao, khỏe, sexy rời, dẫn động cầu sâu đó, rất là mạnh. Bây giờ mình sẽ đi vào phần nội thất cho anh em coi nè. Đây. Về option thì xe này chạy có gì đâu anh em. Được cái số tự động ha. Bền, lành. Đây. Cho anh em xem nha. Đó, Odo chuẩn 65.000 cây nha. Đây, xe. Nhìn cái vô lăng nó coi, bén lẹm ha. Đó, vô lăng ốp gỗ này, thấy chưa? Đó, mọi người nhìn cái vô lăng ốp gỗ coi. Đó, nhìn cái vị trí công tắc này. Không, rồi những cái vị trí này này. Rất là mới đúng không? Rất là mới ha. Điều hòa tự động nha anh em. Điều hòa tự động này. Đó, hộp số tự động nhé. Hộp số tự động xe này một cầu ha. Anh em nhìn táp lô rồi coi. Đó, nhìn táp lô coi. Rất là mới luôn. Và hầu như thì đối với những cái đời xe này nó chả có gì cả. Đó, anh em nhìn những vị trí này nó không có trầy xước gì hết nha anh em. Đó, nhìn la phong trần rồi coi. Đó, nhìn nó mấy cái xe này nó rất là bền ha. Chả có gì để nói. Hoặc là nhìn vô coi. Ghế lái này. Những cái này nó không có trầy chùa, không có hao mòn theo năm tháng gì cả. Kể cả bây giờ mình ra hàng ghế sau này anh em. Đó, bước lên ngồi nó cũng thoải mái lắm. Đời này nếu mà người nhà mà chị em phụ nữ đi rất là khoái ha. Cửa gió đi hòa tới từng hàng ghế. Và anh em để ý nha, đối với Fortuner đời này là một cái lợi thế này. Cái khoảng cách từ đầu mình tới trần này. Đó, cái này nó có ni lông á, nhưng mà thật ra nếu nó sẽ rất là rộng. Và cái khoảng không gian mình nhìn ở đây nó thoáng lắm. Đó, cho nên là những cái Fortuner máy dầu có lùm mũi nhiều người là thích. Đó, và chiếc xăng cũng vậy, mình có cái cảm giác ngồi nó rất là thoải mái, nó tạo cho người dùng một cái cảm giác thoải mái thực dụng ha. Rồi, máy xăng đi mà 65.000 cây thì biết nào nó hư nữa, trễ gì để hỏng. 575 triệu nha anh em, nhà còn đúng một chiếc này thôi. Một chiếc này là máy xăng số tự động á, hôm trước còn tới 6 chiếc luôn á. Bình thường là máy xăng số động bán chậm, đợt này thì đa số người ta mua gia đình mà kẹt xe quá thì số tự động vẫn là cái giải pháp ok đó. Và giá là 575 triệu nha anh em. Thông tin chi tiết thì anh em gọi vào số 0931 22 6669 nha. Xe đang đậu ở 603 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7 nha anh em. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo nha.